xung quanh mà là phát họa hình ảnh của một cô gái chân phương mộc mạc từ làng quê Việt Nam thanh bình ý nhị đến những khoảnh khắc thăng hoa hòa nhịp cùng xu hướng quốc tế sẽ mang đến những cảm xúc vừa lạ mà quen, cũng giống như hành trình của một hạt cát vô danh đã trải qua những ngày tháng khó nhọc để tạo nên những viên ngọc trai quý giá gửi đến cuộc đời. Vẻ đẹp của viên ngọc trai tinh tế ấn tượng, mang một dấu ấn đặc biệt có sức lan tỏa với nguồn năng lượng tràn đầy sẽ mang đến niềm vui, hạnh phúc và thịnh vượng. Đó cũng chính là lời chúc của Xuân Quen mà là muốn gửi đến toàn thể quý vị.